Và xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con chuột Logitech giá siêu rẻ mình mua được ở trên Lazada với giá chỉ có 59.000 đồng. Mình sẽ nhắc lại, đó là một con chuột giá rẻ mua trên Lazada với giá chỉ 59.000 đồng. Mình không hề bán hàng trên qua mạng và cũng không đại diện cho Lazada hay là bán hàng cho Lazada, mà mình chỉ giới thiệu cho các bạn một con chuột giá rẻ dành cho mọi người muốn mua một cái sản phẩm giá rẻ trên Lazada. Tại vì mình thấy nhiều bạn nói rằng mua hàng giá rẻ trên mạng thì đều là hàng lởm. Hôm nay mình làm một video này để cho các bạn, những bạn đã xem video này, đánh giá thực sự xem là có phải hàng ở trên Lazada đều lởm hay không. Đây trước mặt các bạn, đây con chuột này mình đã bóc rồi. Tại vì mình đã bóc để mình check qua, mình mới biết được nó tốt thì mình mới giới thiệu cho các bạn mà. Thì đây nó là con chuột Logitech, chuột quang Logitech M90 hàng phân phối chính thức bởi Lazada. Thì các bạn muốn biết hàng hàng nhập khẩu phân phối chính thức như thế nào thì thường là hàng phân phối nhập khẩu chính thức nó thường có một cái tem nhỏ dán và ghi nội dung tiếng Việt, ghi rõ xuất xứ, tên sản phẩm ở trên cái sản phẩm. Như đây thì vừa mình bóc thì nó có dính bằng giấy thì mình lại bóc nó bay mất rồi. Nhưng mình đã khả năng khẳng định cho các bạn là hàng này là hàng của Lazada, là hàng chính hãng đấy. Thì đây là con chuột mình mua với giá rất rẻ, chỉ có 59.000 và đợt Lazada giảm giá. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là với giá 59.000 thì liệu con chuột này có là dùng nó có ra gì hay không, hay là mình cũng mua lại phải hàng như hàng đẻo như các bạn thường mua, các bạn thường bảo. Thì đây chính là con chuột Logitech. Thì như các bạn nhìn qua, như mình nhìn qua, mình thấy con chuột này là con chuột mới 100% và chưa hề được sử dụng. Tại sao mình biết? Tại vì các bạn chỉ cần nhìn xuống mặt dưới của con chuột là mình xem có xước hay không này. Đấy, có nhiều vân tay ở trên hai cái bấm của chuột hay không thì mình sẽ biết ngay. Nhưng mình hãy nhìn 99% đây là chuột này là chuột mới tinh. Còn về đơn giản về con chuột này là chuột Logitech thì nó cũng chỉ được cấu tạo có 3 nút ấn là nút trái, phải và con lăn. Đấy. Về cái con lăn này thì mình cảm giác là lăn khá là sướng tay này. Nút ấn khá là to, ấn khá là lẩy. Về dây dài thì đây mình xem mà, con chuột này có dây dài 1,5m như các con chuột mình thông thường thôi. Đây. Mình sẽ để lại gần cho các bạn xem. Đây là con chuột với giá 59.000. Đây mình sẽ review cho các bạn về ngoại hình, hình thức trước của nó. Còn đâu về dùng sản phẩm bền hay không bền thì là phải theo thời gian thì mình mới biết. Mới 100% được Lazada giới thiệu vào giảm giá chỉ có 59.000. Thì mình sẽ cắm thử nó vào trong máy tính của mình để xem nó có nhận và dùng ok hay không. Đấy, thì mục đích của mình làm video này chủ yếu để cho các bạn xem, đánh giá thử xem là chuột 59.000 của Lazada hàng giá rẻ trên mạng liệu có dùng ok hay không. Thì với cảm quan cá nhân của mình nhá, thì với một con chuột chưa tới 60.000 mà là chuột mới 100% hàng chính hãng phân phối chính hãng của Lazada thì mình nghĩ là con chuột này không hề đắt chút nào. Đấy. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn một số cái kinh nghiệm về mua hàng trên Lazada. Thứ nhất, nếu mua hàng trên Lazada muốn giá rẻ thì các bạn một số hàng và giá siêu rẻ thì các bạn chỉ nên mua bởi Lazada phân phối. Cái thứ hai là các bạn phải mua hàng mặc một mặt hàng nào đấy bất kỳ trên Lazada, các bạn phải nhìn cái phần phản hồi của khách hàng. Đây mình đã cắm bà con vào trong máy đây và mình thấy khá là trơn tru và cực kỳ nhạy luôn đấy ạ. Đấy thì các bạn phải mình nói tiếp cái vấn đề là mua hàng này, thì nếu như các bạn mà muốn mua hàng mà không phải phân phối bởi Lazada thì các bạn phải xem phần bình luận, đó là phản hồi chính thức nhận xét về phần sản phẩm của những người đã mua hàng xem có tốt hay không, có nhiều sao hay không. Nếu như các bạn mua những cái mặt hàng giá 50-100 thì các bạn có thể nhắm mắt bỏ qua, chứ các bạn nếu mua mặt hàng 1-2 triệu thì những cái này là cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không để ý thì các bạn có thể mua hàng lởm là chuyện bình thường. Đấy, nhiều bạn mua một cái con chuột chơi game với giá nào là 500.000 giảm giá chỉ còn 100.000 về là nó là hóa ra là con chuột cũ, chuột đã sử dụng, nút ấn gần như bẹp hết rồi. Đấy, nó không lẩy được như thế này. Kể cả con chuột này có 60.000 thôi nhưng mình đảm bảo thà mua những con chuột như này về chơi còn sướng gấp mấy lần những con chuột game. Đấy, tiếp theo đó là
muốn mua hàng trên Lazada rẻ thì các bạn phải đợi vào những cái đợt nó hàng khuyến mại, hàng sale ấy đấy. Và chỉ mua của những nhà bán hàng uy tín mà các bạn đã từng mua và được, hoặc là những mặt hàng nhiều người thích ấy và nhiều phản hồi tốt, hoặc được bán chính thức bởi Lazada. Các mặt hàng được phân phối chính thức bởi Lazada thì các bạn không phải lo, hàng của Lazada bán là chắc chắn là hàng chính hãng 100%, không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đấy, cho nên các bạn không phải lăn tăn vấn đề đấy. Mình xin nhắc lại là mình không hề bán hàng cho Lazada, mà mình chỉ làm cái video này để chứng minh cho một số bạn biết rằng đó là hàng mua hàng trên Lazada nói riêng và những mặt hàng trên mạng giá rẻ nói chung không phải lúc nào cũng đều, mà do các bạn mua có đúng cách hay không và mua có đúng mặt hàng hay không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn muốn quan tâm những video review những mặt hàng giá rẻ trên mạng thì các bạn like và nhớ nhấn link đăng ký kênh cho mình. Và link mua con chuột này mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Và hiện tại cái thời gian mà lúc mình đang quay video này nó vẫn có giá là 59.000 thôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.